Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Mẹ Gấu. Một thời gian qua Mẹ Gấu không có lên thực đơn cho các bạn bởi vì là Mẹ Gấu quá là bận đi, có rất là nhiều việc, từ việc sửa nhà tới việc con bị bệnh vân vân và vân vân. Và khi mà Mẹ Gấu dừng cái việc lên thực đơn cho các bé thì các mẹ hỏi Mẹ Gấu rất là nhiều về cái vấn đề thực đơn, làm sao để lên được một thực đơn nó phù hợp với con nhà mình, giúp cho bé nhà mình ăn ngon miệng và phát triển tối đa nha các bạn. Bởi vì là cái thời gian mà Mẹ Gấu lên thực đơn cho các bé thì có rất là nhiều bé hợp với cái thực đơn của Mẹ Gấu. Và sau khi các bé ăn theo cái thực đơn của Mẹ Gấu đề ra thì các bé ấy phát triển về cân nặng, chiều cao và trí não rất là tốt. Cho nên là các mẹ rất là thích. Thì bắt đầu từ hôm nay Mẹ Gấu sẽ làm một cái series về cái cách mà Mẹ Gấu lên thực đơn cho các bé ở từng giai đoạn như thế nào nhé. Mỗi giai đoạn Mẹ Gấu sẽ làm một video để cho các mẹ tiện lợi hơn trong cái việc là tìm video hoặc để lên thực đơn cho con mình đúng cái tháng tuổi của bé, giúp cho bé ăn ngon và phát triển tốt nhé. Nếu các bạn thích video này hãy bấm like và chia sẻ. Đừng quên bấm đăng ký kênh để nhận thêm những video tiếp theo của Mẹ Gấu nhé. Và cái cách đăng ký kênh đó là các bạn nhấp vô cái nút màu đỏ có cái chữ đăng ký hoặc là chữ subscribe kèm theo cái nút chuông ở bên cạnh, để mỗi lần có video mới bên YouTube họ sẽ báo cho các bạn, để các bạn không bỏ lỡ bất kỳ một video nào của Mẹ Gấu. Bởi vì đa phần những cái video của Mẹ Gấu chia sẻ, Mẹ Gấu nghĩ là nó có ích cho các mẹ. Và mở đầu series cách lên thực đơn cho bé sẽ là cách lên thực đơn cho bé ở giai đoạn bắt đầu ăn dặm, tức nghĩa là giai đoạn từ 5 cho tới 6 tháng nha các bạn. Có rất là nhiều mẹ rất là bận rộn và muốn cho con ăn dặm sớm. Ngoài ra cái việc con giảm bú làm cho các mẹ lo lắng, và đó cũng chính là lý do các mẹ cho con ăn dặm sớm. Tuy nhiên Mẹ Gấu khuyên với các bạn là sớm nhất thì cũng là 5 tháng hãy cho con ăn dặm nhé. Còn nếu mà thư thả được thời gian thì các mẹ hãy để 6 tháng rồi hãy cho con ăn dặm, để cho cái đường ruột của con thật là tốt. Có nhiều bé bú sữa tốt và cái sữa chất lượng á, thì mẹ có thể cho ăn dặm trễ hơn, tầm 7 tháng là cho ăn dặm được. Đối với bé nhà Mẹ Gấu, cả hai bé, thì Mẹ Gấu đúng 6 tháng là Mẹ Gấu cho ăn dặm. Và cái thời điểm ăn dặm là tính cái ngày đầu tiên bé được 6 tháng nha các bạn, tức nghĩa là vừa kết thúc cái ngày cuối cùng của tháng thứ 5 bạn ấy. Có rất là nhiều mẹ hỏi Mẹ Gấu là có coi ngày đẹp để cho bé ăn dặm hay không, thì Mẹ Gấu trả lời là không. Mẹ Gấu không tin những cái vấn đề đấy cho nên Mẹ Gấu không coi ngày. Và Mẹ Gấu thấy rằng là cái việc coi ngày đấy nó không giúp ích được cho cái vấn đề là con ăn dặm tốt hơn. Cho nên là mẹ cứ thoải mái đi, mình có thể ăn dặm trễ 1-2 ngày cũng được, hoặc là sớm 1-2 ngày cũng được, cứ không nhất thiết theo Mẹ Gấu là phải ngày đầu tiên của tháng 6 của bé. Ở cái giai đoạn này thì bé ăn được những gì? Bé đã ăn được những thực phẩm sau nha các bạn. Thứ nhất là bột. Bột mà các bạn thấy ghi ở ngoài bao bì là 4 cộng hoặc là 6 cộng thì lúc đó bé ăn được cái bột đấy. Và thường là những cái bột đấy nó có cái vị hơi ngọt ngọt một tí, và nó không có thịt thì nó gọi là bột ngọt. Nó bao gồm là rau củ hoặc là trái cây, hoặc là rau củ trái cây kèm với lại gạo vân vân. Thực phẩm tiếp theo đó là cháo. Có rất là nhiều bạn cứ nghĩ là phải 1 tuổi mới được ăn cháo, hoặc là 9-10 tháng mới được ăn cháo. Nhưng tuy nhiên không nha các bạn. Bé lớn nhà Mẹ Gấu 6 tháng là ăn cháo, và bé nhỏ nhà Mẹ Gấu là 6 tháng 1 tuần ăn cháo đấy. Cho nên đừng có lo nha. Cháo ở đây Mẹ Gấu đang nói là cháo trắng ấy. Tiếp theo đó là rau củ. Các bạn tuổi này ăn được rau củ rồi, và rau củ rất tốt cho sự phát triển của bé. Nó có chứa rất là nhiều vitamin giúp cho bé phát triển được trí não và phát triển được các giác quan một cách toàn diện nhất. Cho nên đừng bỏ qua rau củ nha. Cứ thử rau củ thoải mái cho bé, đừng có bỏ qua bất kỳ rau củ nào. Mẹ Gấu cho con thử thoải mái luôn, khổ qua cũng cho con ăn nè, cà chua cũng cho con ăn nè, thậm chí những cái rau mà có cái mùi hắc hắc như là tần ô vân vân, Mẹ Gấu vẫn cho bé ăn luôn. Thoải mái đi, đừng có lo lắng gì nhá. Nhưng mà nhớ là cái rau củ cho con ăn ấy, mình nên mua ở chỗ nào nó đảm bảo chất lượng một tí nhá. Nếu mà các bạn mua được rau organic thì là tuyệt vời, hoặc ít nhất các bạn cũng nên mua cho con rau củ có cái kiểm định GAP nha, ví dụ như là Việt GAP hoặc là Global GAP vân vân. Thực phẩm tiếp theo mà bé có thể ăn được ở giai đoạn từ 5 cho tới 6 tháng này đó chính là yến mạch. Yến mạch rất là tốt nha các bạn, nó có rất là nhiều vitamin và đặc biệt nó có rất là nhiều chất xơ. Tuy nhiên bạn không nên phụ thuộc hết vô yến mạch nhá. Mẹ Gấu thấy có một số ba mẹ kiểu như là bị cuồng yến mạch và nói rằng yến mạch là một cái thực phẩm gì đó nó cao cấp, cao siêu gì đó, và chê cái gạo của Việt Nam và không cho con ăn gạo của Việt Nam và chỉ tập trung cho con ăn yến mạch thôi. Yến mạch thực sự rất là tốt, tuy nhiên nó không tốt quá như những gì các ba mẹ tưởng tượng như thế. Và mình sẽ kết hợp như thế nào để cho phù hợp với thể trạng của những bé Việt Nam nhà mình thì Mẹ Gấu sẽ chia sẻ sau ở trong video này nhé. Thực phẩm tiếp theo bé ăn ở giai đoạn này được đó chính là trái cây. Trái cây ăn được nha, nhưng mà cố gắng là cho con ăn những cái trái cây nào nó vừa phải dễ tiêu thôi, ví dụ như là nho, táo, lê, xoài, vân vân.
tất cả con đều ăn được hết nhá. Ngoài ra có một số các loại trái cây mà ở Việt Nam mình có rất là nhiều và rất là ngon, rất là bổ, đó chính là chuối và bơ. Hai loại này là hai loại mà bé nhà mẹ gấu rất thích, rất rất thích luôn đó. Tuy nhiên hai cái loại này nó hơi khó tiêu một tí, cho nên là nếu mà mẹ nào mà lựa chọn cho con ăn hai loại này thì chú ý cái thời gian ăn nhá. Mình không cho ăn vào chập tối hoặc là vào buổi tối, mà nên cho ăn vào ban ngày. Còn những cái loại khác thì ăn vô tư. Ngoài ra bé còn ăn được sữa chua, custard, bánh ăn dặm hoặc là váng sữa làm từ sữa công thức nhá. Đấy là những thực phẩm mà bé ở giai đoạn 5 cho tới 6 tháng ăn được. Vậy mình sẽ kết hợp như thế nào để tạo ra được một thực đơn tốt cho con? Đầu tiên các bạn nên biết đó là bé ở giai đoạn 5 cho tới 6 tháng là một ngày ăn được một cữ chính kèm theo một cữ phụ. Cữ phụ ở đây là không bắt buộc nhá. Nếu bạn rảnh thì bạn làm cho con ăn, còn không rảnh thì thôi. Nhưng mà bắt buộc phải có một cữ chính. Lưu ý cho mẹ gấu nhé. Có nhiều bạn kêu ủa em không có thời gian nên không cho ăn cữ phụ có sao không? Không sao cả. Bạn có thời gian thì cho ăn thêm. Ăn thêm thì sẽ tốt hơn ha. Cữ chính thì các bạn nên lưu ý đó là cữ này mình nên thiên về tinh bột nhá. Ở cái giai đoạn này thì mỗi lần mẹ gấu lên cái thực đơn cho con thì mẹ gấu sẽ chú ý đó chính là một tuần ít nhất là 3 ngày cho bé ăn cháo và một hoặc là 2 ngày cho bé ăn yến mạch. Ở đây mẹ gấu đang nói ít nhất nhá. Các bạn có thể cho bé ăn nhiều hơn. Tức nghĩa là một tuần bạn có thể cho ăn 4 cữ cháo hoặc là một tuần bạn có thể cho bé ăn 3 cữ yến mạch cũng được, không sao cả. Tuy nhiên lưu ý yến mạch mình không cho nên ăn hết full cả tuần nha các bạn. Mình phải chừa những cái ngày khác để cho bé ăn gạo, để bổ sung thêm tinh bột của gạo vô trong đấy. Gạo và yến mạch cả hai thứ đó đều tốt, không cái nào tốt hơn cái nào cả, bởi vì mỗi cái nó có một cái ưu điểm riêng của nó. Tuy nhiên người Việt Nam thì phù hợp với việc ăn tinh bột của gạo nhiều hơn là ăn tinh bột của yến mạch. Nhưng mà mình vẫn bổ sung yến mạch cho bé nhá, để giúp cho bé có thêm nhiều vitamin và chất xơ hơn. Hoặc là bột. Bột thì các bạn có thể xen kẽ chung với lại cháo và yến mạch. Tuy nhiên mình cũng không nên phụ thuộc quá vào bột nha. Có rất là nhiều mẹ bận bịu quá rồi suốt ngày cho con ăn bột, ăn mãi cho tới khi mà 1 tuổi xong rồi bé không thèm nhai luôn. Và mẹ gấu cũng nói luôn là cái dinh dưỡng của bột á thì ở cái giai đoạn này nó ngang bằng với lại cháo và yến mạch nhá. Cho nên bạn nào mà đang ăn bột mà muốn chuyển sang ăn cháo hoặc là kết hợp với ăn cháo đều được, chứ không phải nhất thiết là 5-6 tháng là phải ăn bột đâu. Và không có nghĩa là như thế là mình không ăn bột nữa. Mình có thể kết hợp ăn bột và thậm chí bạn có thể cho ăn bột và cữ phụ cũng được, và cái số lượng thì mình cho ăn ít hơn là cữ chính. Và khi mà nấu cháo hoặc yến mạch cho con mình có thể kết hợp rất là nhiều thứ. Mẹ gấu lưu ý với các bạn là đối với trái cây và rau củ thì mình vẫn nên ưu tiên rau củ hơn nhé. Mình kết hợp rau củ với yến mạch và cháo nhiều hơn là lấy trái cây kết hợp với yến mạch và cháo. Đừng có thấy là trái cây ngọt rồi các bạn cứ lấy trái cây kết hợp với yến mạch và cháo mãi mãi cho con mà không cho con ăn rau củ nhá. Rau củ nó có rất là nhiều dinh dưỡng, mà đặc biệt nó có rất là nhiều chất xơ đấy. Và những bạn mà bắt đầu giai đoạn ăn giảm là rất dễ bón, cho nên là cố gắng cho mẹ gấu là thiên về rau củ nhiều hơn là trái cây nhá. Ngoài ra những bé mà ăn giảm thì đôi khi sẽ có những cái ngày mà bé sẽ khó chịu trong người và bé sẽ bỏ ăn, không muốn ăn, biếng ăn, thì những cái ngày đó mình có thể thay thế cháo yến mạch bằng custard hoặc là váng sữa mà làm từ sữa công thức hoặc sữa mẹ nha các bạn. Tuy nhiên mẹ gấu lưu ý là các bạn đừng quá phụ thuộc vô những cái món đồ ăn này nhá. Có rất là nhiều bạn học theo mẹ gấu làm custard với lại làm váng sữa, bé ăn rất là nhiều, ăn rất là thích, ok, tăng cân rất là nhiều, và cứ cho bé ăn thay cữ chính hoài, dẫn tới việc là bé sẽ thiếu những cái vitamin khác, nó sẽ không có tốt cho sự phát triển toàn diện của bé. Mặc dù bé lên cân đều, tuy nhiên những cái giác quan của bé sẽ không phát triển tốt bằng những cái bé ăn đầy đủ và lên cân vừa phải. Bởi vì custard và váng sữa mặc dù là hàm lượng dinh dưỡng rất là cao, tuy nhiên nó lại thiếu hụt đi một số các loại vitamin đấy. Nên lưu ý nhá, đừng có ham bé to bé mập mà cứ đẩy cho con ăn cữ chính bằng váng sữa và custard hoài nghe. Đấy là cữ chính, còn cữ phụ thì sao? Cữ phụ thì các bạn có thể lựa chọn một trong những các thức ăn sau để làm đồ ăn cho con. Thứ nhất, sữa chua. Thứ hai, custard. Thứ ba, váng sữa làm từ sữa công thức hoặc là sữa mẹ. Thứ tư, trái cây. Thứ năm, bánh ăn dặm. Bánh ăn dặm này thì các bạn có thể mua hoặc là tự làm cũng được nhá. Sắp tới mẹ gấu sẽ chỉ thêm cho các bạn một số cách làm bánh ăn dặm cho bé để giúp cho bé bổ sung được thêm dinh dưỡng mà lại ăn ngon miệng. Ngoài ra ở cữ phụ các bạn cũng có thể cho con ăn những cái món như là cháo trái cây hoặc là yến mạch trái cây cũng được nhá. Tuy nhiên cái số lượng các bạn cho ăn ít hơn là cữ chính một tí nhá.
Tức là thay vì cứ chính các bạn cho bé ăn 60ml thì cứ phụ các bạn cho ăn một nửa thôi, tầm 30ml thôi nhá. Đừng có cho ăn nhiều quá, cho ăn nhiều quá thì thay vì cho ăn cứ phụ thì thành ra ăn cứ chính rồi. Ăn nhiều quá trong cái thời gian đầu sẽ làm bé sợ ăn đấy. Hy vọng video ngắn này đã giúp ích được cho các mẹ trong cái vấn đề là lên thực đơn cho bé trong cái giai đoạn từ 5 cho tới 6 tháng nhé. Các giai đoạn khác mẹ Gấu sẽ lên video ngắn để cho các bạn theo dõi và tự lên thực đơn cho con được. Và ở tháng 12 mẹ Gấu sẽ lên thực đơn cho các mẹ luôn. Trong trường hợp các mẹ không có thời gian hoặc là bận thì có thể áp dụng cái thực đơn của mẹ Gấu lên sẵn cho các bé để dùng cho con mình nhé. Và nếu chẳng may các bạn không làm theo được cái thực đơn đấy, các bạn có thể tự thay đổi cái thực đơn, làm sao điều chỉnh phù hợp với cái việc đi chợ của mình và cái điều kiện của mình hơn nhé. Nếu có thắc mắc gì hay có ý kiến gì, các bạn có thể comment ở phía dưới để mẹ Gấu rút kinh nghiệm làm cái video sau nó tốt hơn cái video này nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé. Bye bye.